Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ hai, mùng 10 tháng 7 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ 14 mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cùng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người. Vì mà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, Chúa Nhật thứ 14 mùa thường niên, lời Chúa chiều hôm qua. Ngày hôm qua có 3 ý. Ý thứ nhất đó là: "Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn." Trước Chúa, xin cho chúng ta luôn luôn là những người bé mọn. Trước lời Chúa, trước thánh ý của Chúa, trước kế hoạch của Chúa, chúng ta hãy là người bé mọn giống như mẹ Maria đó. "Tôi đây là nữ tỳ hèn mọn, xin Chúa cứ thực hiện những gì như lời sứ thần nói." Đó là ý thứ nhất: trước Chúa chúng ta hãy là người bé mọn. Rồi ý thứ hai: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi, các ngươi sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Càng khó khăn càng vất vả, chúng ta lại càng phải đến với Chúa. Càng khó khăn càng vất vả, chúng ta lại càng chạy đến với Chúa. Rồi bài học thứ ba: hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Đối với tất cả mọi người, nếu như đối với Chúa chúng ta là những người bé mọn, thì đối với anh chị em, đối với tất cả những cái sự việc xảy ra, chúng ta hãy là những con người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tức là trong mọi sự chúng ta cứ giao phó để cho Chúa giải quyết, để cho Chúa quyết định, chứ chúng ta cũng không có phản ứng theo nghĩa tự nhiên của con người. Hãy là những con người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đó là lời Chúa trong Chúa Nhật ngày hôm qua với ba bài học hết sức là rõ ràng cho tất cả chúng ta. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, tức là ông Gioan Tẩy Giả cũng có những người môn đệ, và Chúa Giêsu cũng có những người môn đệ, và đã có những người môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả được ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu. Ví dụ như ông Andrê, tông đồ Andrê trước đây là môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả, nhưng mà khi mà ông Gioan Tẩy Giả thấy Chúa, ông mới giới thiệu cho tất cả các môn đệ của mình rằng là: "Đây là Chiên Thiên Chúa, là đấng mà tôi không đáng cởi quai dép cho người." Thế thì là ông cũng giới thiệu cho các đồ đệ của mình, để rồi các đồ đệ của mình có thể theo Chúa Giêsu. Vì đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời ha. Đối với tất cả chúng ta cũng vậy, gặp ai thì chúng ta cũng hãy lôi kéo họ đến với Chúa Giêsu. Chúng ta không lôi kéo họ đến với mình, nhưng hãy lôi kéo họ đến với Chúa Giêsu. Thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người: "Con gái tôi vừa mới chết, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ được sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Đây là một cái bài học về đức tin rất là tuyệt vời ha. Nên là con gái của tôi đã chết rồi và vẫn cứ cầu xin với Chúa, và ông tin rằng là dù là có chết thì Chúa đặt tay lên là nó vẫn sống. Chúng ta cũng rút ra một cái bài học mà cũng gần gũi thôi. Trong những cái hoàn cảnh tuyệt vọng, trong những hoàn cảnh bế tắc, chúng ta vẫn xác tín rằng Chúa đặt tay, thì dù có bế tắc mấy đi chăng nữa thì nó cũng vẫn có lối thoát. Đối với cá nhân con thì con cứ nhủ với lòng mình là trong một hoàn cảnh cứ cầu nguyện, cứ cầu nguyện, cứ cầu nguyện. Rồi Chúa dẫn dắt chúng ta đi, cứ cầu nguyện. Rồi mọi sự xảy ra có thể không như ý mình, nhưng mà chắc chắn khi đã cầu nguyện thì mọi sự xảy ra nó là ý Chúa. Mà ý Chúa có thể không như ý mình, nhưng luôn luôn là tốt đẹp cho chúng ta, cho linh hồn của chúng ta. Thế thì mà cái viên thủ lãnh này có đứa con gái nó chết rồi, mà ông ta vẫn cứ đặt niềm tin rằng là thầy đặt tay lên nó là nó sống.
Chúng ta cũng xin cho chúng ta cũng có cái niềm tin đó. Trong những hoàn cảnh bế tắc tuyệt vọng, chỉ cần có Chúa thì mọi sự đều trở thành hy vọng hết. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người. Vì bà ấy nghĩ bụng rằng tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Thế là một người bị bệnh lâu năm mà không có chữa được, bà ta cũng tìm cách chạm vào Chúa Giêsu. Đối với niềm tin đạo đức của chúng ta một cách bình dân thì khi chúng ta đọc kinh trước tượng Đức Mẹ hay là trước Chúa thì chúng ta cũng hay chạm tay vào. Hay là chúng ta đi tới mộ cha Francisco Trương Bửu Diệp, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng chạm tay vào. Cái đó nó cũng là một cái gì đó rất là đơn sơ, muốn diễn tả rằng chúng ta xin được cứu chữa, xin được cứu chữa. Cái người đàn bà này muốn chạm vào Chúa Giêsu bởi vì bà tin rằng là chạm vào Chúa thì sẽ được khỏi. Giống như là viên thủ lĩnh nói là đứa con của gái tôi nó chết rồi nhưng mà nó chạm vào Chúa là nó sẽ sống. Và chúng ta cũng nhớ lại cái câu chuyện của viên sĩ quan dân ngoại thì ông ta lại có một cái niềm tin mạnh hơn nữa, nó không cần phải Chúa chạm nữa. Chúa phán một lời là đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì thế mà Chúa nói là tôi chưa từng thấy trong dân Israel ai mà có cái niềm tin như vậy. Thế thì xin cho chúng ta có một cái niềm tin như là viên sĩ quan dân ngoại ngày hôm nay, hay là như cái người đàn bà băng huyết này. Xin cho con chạm vào Chúa, xin Chúa chạm vào con, xin Chúa chạm vào con. Và mạnh hơn nữa là xin Chúa phán một lời. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Bà ấy chạm vào Chúa và Chúa nói bà là lòng tin của con đã cứu chữa con, và ngay từ giờ ấy bà được chữa lành. Nhất là trong những lúc đau bệnh, xin cho chúng ta luôn luôn biết đến với Chúa, gần với Chúa, gần với Chúa, gần với Chúa. Trong những lúc đau bệnh, xin cho chúng ta luôn luôn biết đến với Chúa, gần với Chúa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tiếng ấy đồn ra khắp cả vùng. Hôm nay Đức Giêsu làm một phép lạ hết sức là lẫy lùng. Không chỉ là chữa bệnh cho một cái người bệnh lâu năm không có thuốc chữa, là cái bà bị băng huyết, mà Chúa còn làm cho một người chết sống lại. Có lẽ trong Tin Mừng ít là 3 lần Chúa Giêsu làm phép lạ này. Thế là hôm nay chữa bệnh cho cái con gái của viên thủ lãnh này, rồi là con trai duy nhất của một bà quá thành Na-im này, và Lazaro ít là 3 lần, để ám chỉ đến việc mà Chúa Giêsu cũng sẽ được sống lại. Đây là một cái phép lạ hết sức là lẫy lừng. Chúng ta có thể là chúng ta suy nghĩ rằng là kẻ chết sống lại nó như là một cái phép màu vĩ đại. Thế nhưng mà trong cuộc sống này cũng đã từng có những lúc chúng ta như chết đi sống lại. Trong những hoàn cảnh bế tắc tuyệt vọng mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta được Chúa cứu, thì đấy cũng là những cái hình ảnh chết đi sống lại. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày hôm nay nha. Đau bệnh, xin cho chúng ta biết chạy đến gần với Chúa. Càng đau bệnh càng gần với Chúa. Và khi chúng ta chết, khi chúng ta gặp cảnh bế tắc tuyệt vọng, thì xin cho chúng ta cũng vẫn xác tín rằng chỉ cần chạm vào Chúa thôi, chỉ cần có Chúa hiện diện thôi, thì tất cả mọi hoàn cảnh đều trở nên tốt cho chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.